Xin kính chào và kính mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự lúc 10 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau một thời gian thị trường bất động sản chững lại cùng với việc một số dự án chậm thời gian bàn giao, thì hiện nay nhiều dự án uy tín, phù hợp nhu cầu và pháp lý rõ ràng đã giúp hâm nóng thị trường. Lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, một dự án mua nhà được trao ngay sổ hồng cho khách hàng. Pháp lý dự án và giấy tờ sở hữu là vấn đề luôn được khách hàng quan tâm cân nhắc khi lựa chọn mua nhà dự án, bởi trên thực tế việc treo sổ đỏ vẫn diễn ra ở nhiều dự án. Cityland Riverside là một trong số ít khu quy hoạch dân cư hiện nay có hồ sơ pháp lý dự án hoàn thiện và tách sổ hồng riêng cho từng căn. Đây là dự án biệt thự cao cấp thiết kế châu Âu tọa lạc tại quận 7 với quy mô hơn 9,4 hectare và tổng kinh phí đầu tư lên đến gần 4.000 tỷ đồng, bao gồm trung tâm thương mại rộng 2,7 hectare, 23 căn nhà phố thương mại, 19 căn biệt thự đơn lập, 49 căn biệt thự song lập.